Thứ trưởng Nguyễn Chí Vịnh dẫn đầu đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Việt Nam thăm chính thức và đối thoại chính sách quốc phòng tại Cuba. Gần 1,9 tấn ma túy bị lực lượng biên phòng chủ trì và phối hợp bắt giữ từ đầu năm. Năm qua, quyết định mở đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh mãi là một quyết định lịch sử mang tầm chiến lược của Đảng, để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay. Sẽ xử lý tiếp 51 thí sinh gian lận điểm thi đang theo học đại học. Đánh bom gần nhà thờ Hồi giáo Dattaraba, nổi tiếng nhất ở thành phố Lahore, Pakistan, khiến nhiều người thương vong. Kính chào quý khán giả và các đồng chí đang theo dõi bản tin thời sự 20 giờ của kênh truyền hình Quốc phòng Việt Nam. Bản tin ngày hôm nay vừa có những nội dung vừa như vừa rồi và ngay sau đây sẽ là những thông tin chi tiết. Thời gian tới, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển cần tập trung lãnh đạo triển khai thực hiện tốt chức năng là lực lượng chuyên trách của nhà nước về thực thi pháp luật trên biển. Đây là ý kiến chỉ đạo của Đại tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị khi đến thăm và làm việc với Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển vào chiều nay. Trong mọi mặt công tác, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển đã đoàn kết thống nhất, tập trung quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng nhằm xây dựng lực lượng cảnh sát biển cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển luôn duy trì nghiêm các chế độ trực, theo dõi nắm chắc tình hình trên biển, kịp thời tham mưu với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng các đối sách xử lý, không để bị động bất ngờ trên biển, giám sát chặt chẽ hoạt động của tàu nước ngoài đi qua vùng biển Việt Nam. Các đơn vị cảnh sát biển đã tham gia hỗ trợ ngư dân thực hiện 31 vụ tìm kiếm cứu hộ cứu nạn, ứng cứu được 190 người trên biển. Trong 4 tháng đầu năm nay, lực lượng cảnh sát biển đã bắt giữ, xử lý 232 vụ vi phạm buôn lậu, gian lận thương mại trên biển. Đảng ủy Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển kịp thời kiện toàn các cấp ủy, tổ chức đảng theo yêu cầu tổ chức lại lực lượng theo hướng tinh, gọn, mạnh. Tại buổi làm việc, Đại tướng Lương Cường đánh giá cao việc Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển đã có nhiều đổi mới sáng tạo trong lãnh đạo triển khai thực hiện hoạt động công tác đảng, công tác chính trị. Cụ thể đã có nhiều mô hình hiệu quả như mô hình sổ tay pháp luật cảnh sát biển, phong trào 4 tốt, 4 không, 4 chống, mô hình cảnh sát biển đồng hành cùng ngư dân. Thời gian tới, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển cần tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng, xây dựng bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng, nâng cao nhận thức cho cán bộ chiến sĩ, phối hợp với các lực lượng đấu tranh hiệu quả, chủ động phòng chống tội phạm ma túy, buôn lậu, gian lận thương mại, sẵn sàng tìm kiếm cứu hộ cứu nạn trên biển. Từ ngày 4 đến ngày 8 tháng 5, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam đã dẫn đầu đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Việt Nam thăm chính thức và đối thoại chính sách quốc phòng tại Cuba. Ngày 6 tháng 5 theo giờ Cuba, đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Việt Nam đã đối thoại chính sách quốc phòng với đoàn đại biểu Bộ các lực lượng vũ trang cách mạng Cuba tại thủ đô La Habana. Tham dự cuộc đối thoại có Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam, Thượng tướng Leopoldo Sintra Friat, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ các lực lượng vũ trang cách mạng Cuba, Thượng tướng Alvaro Lopez Maria, Ủy viên Bộ Chính trị, Tổng tham mưu trưởng, Thứ trưởng thứ nhất và các đồng chí lãnh đạo Bộ các lực lượng vũ trang cách mạng Cuba. Thượng tướng Leopoldo Sintra Friat, Bộ trưởng Bộ các lực lượng vũ trang cách mạng Cuba khẳng định, xây dựng vun đắp mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp với Việt Nam là chính sách xuyên suốt của Cuba. Các đồng chí lãnh đạo quân đội Cuba đã nhắc lại câu nói chí tình chí nghĩa của lãnh tụ Fidel Castro để khẳng định tình cảm, sự trân trọng của Cuba đối với Việt Nam. Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình. Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh khẳng định, Việt Nam luôn mong muốn tăng cường hơn nữa mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp, thủy chung, trong sáng giữa quân đội hai nước nói riêng và giữa Đảng, Nhà nước, Nhân dân Việt Nam và Cuba nói chung. Tại cuộc đối thoại, hai bên cũng bày tỏ vui mừng trước kết quả hợp tác quốc phòng song phương trong thời gian qua, đồng thời nhất trí thúc đẩy hợp tác ngày càng thực chất, hiệu quả nhằm nâng cao tiềm lực quốc phòng của mỗi nước để bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, giữ vững thành quả cách mạng. Hai bên khẳng định tiếp tục hợp tác trên các lĩnh vực đã được thống nhất trong kế hoạch hợp tác quốc phòng song phương.
phía Cuba bày tỏ mong muốn thúc đẩy hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực an ninh lương thực, công nghiệp quốc phòng, đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng xã hội chủ nghĩa trên không gian mạng, vô hiệu hóa các biện pháp chống phá của các thế lực thù địch trong tình hình mới. Hai bên thống nhất vào năm 2020, Việt Nam và Cuba sẽ tổ chức các hoạt động thiết thực, hiệu quả và trang trọng nhằm kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ quốc phòng song phương, thúc đẩy hợp tác thực chất và tuyên truyền giáo dục truyền thống tốt đẹp cho cán bộ chiến sĩ và đặc biệt là thế hệ trẻ hai nước. Nhân dịp đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Việt Nam sang Cuba dự đối thoại chính sách quốc phòng, hai bên đã ký biên bản về việc thực hiện bộ hồ sơ về 60 năm lịch sử quan hệ quốc phòng Việt Nam-Cuba. Theo đó, hai bên sẽ phối hợp tiến hành nghiên cứu, biên soạn, xuất bản bộ sách lịch sử 60 năm quan hệ quốc phòng Việt Nam-Cuba 1960-2020, bộ phim tài liệu về quan hệ quốc phòng Việt Nam-Cuba 1960-2020. Trong 6 thập kỷ qua, quan hệ hữu nghị đoàn kết giữa Việt Nam và Cuba do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Fidel Castro xây dựng luôn được củng cố và phát triển, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp cách mạng của mỗi nước. Trân trọng truyền thống và xuất phát từ yêu cầu mới của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, trong dịp đoàn đại biểu cấp cao Đảng Cộng sản Việt Nam do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu thăm Cuba vào tháng 3 năm 2018, lãnh đạo Bộ Quốc phòng hai nước đã thống nhất về việc cùng soạn thảo bộ hồ sơ về 60 năm lịch sử quan hệ quốc phòng Việt Nam-Cuba 1960-2020 nhằm tuyên truyền, giáo dục cho thế hệ trẻ về quan hệ hữu nghị, đoàn kết giữa hai nước nói chung và quan hệ quốc phòng song phương nói riêng. Sáng nay tại Gia Lai, Thượng tướng Trần Đơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, dẫn đầu đoàn công tác Bộ Quốc phòng đã đến làm việc tại các địa phương về cơ cấu lại Tổng công ty 15. Thay mặt Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Trần Đơn gửi lời cảm ơn tới cấp ủy, chính quyền và nhân dân tỉnh Gia Lai và Kon Tum trong thời gian qua đã ủng hộ giúp đỡ các đơn vị đóng quân trên địa bàn, trong đó có binh đoàn 15 hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Tây Nguyên. Căn cứ vào ý kiến về một số những khó khăn vướng mắc cần giải quyết cũng như những đề xuất kiến nghị của hai địa phương về những chủ trương thực hiện đề án cơ cấu lại Tổng công ty 15, Bộ Quốc phòng và địa phương cùng thống nhất về việc thực hiện quy chế phối hợp, tăng cường công tác vận động tuyên truyền để nhân dân yên tâm tư tưởng, lao động sản xuất. Thượng tướng Trần Đơn yêu cầu binh đoàn 15 và các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng phối hợp chặt chẽ để khẩn trương hoàn thành các bước chuyển đổi, quy hoạch lại các khu kinh tế quốc phòng trên địa bàn theo quy định của Bộ Quốc phòng. Từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 15 tháng 4 năm 2019, Bộ đội Biên phòng đã chủ trì và phối hợp bắt giữ gần 1,9 tấn ma túy, trong đó chủ trì bắt giữ 698 kg, phối hợp bắt giữ 1,19 tấn ma túy. Tuy nhiên, hoạt động sản xuất ma túy mà đặc biệt là ma túy giá rẻ vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp. Đó là nội dung trọng tâm được thảo luận tại buổi kiểm tra công tác chỉ đạo, triển khai các mặt công tác của Ban chỉ đạo 1389 Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng diễn ra vào sáng ngày hôm nay. Thượng tướng Lê Chiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, trưởng Ban chỉ đạo 1389 Bộ Quốc phòng chủ trì buổi làm việc. Trong những tháng đầu năm 2019, tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên các tuyến biên giới, vùng biển cơ bản ổn định. Tuy nhiên, các vụ việc vi phạm an ninh quốc gia, tội phạm ma túy, buôn lậu, gian lận thương mại và mua bán người vẫn có những diễn biến cần theo dõi chặt chẽ để chủ động đấu tranh phòng chống. Đáng chú ý, tại địa bàn khu vực biên giới huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An đang nổi lên hoạt động môi giới phụ nữ có thai đưa sang Trung Quốc để sinh con, sau đó bán trẻ sơ sinh. Hoạt động sản xuất ma túy tại khu vực Tam Giác Vàng tiếp tục gia tăng. Các tổ chức tội phạm quốc tế núp bóng các công ty nước ngoài thuê đất tại các tỉnh Bắc Lào để sản xuất ma túy, chủ yếu là ma túy tổng hợp dạng viên và dạng đá, sau đó móc nối với đối tượng người Việt Nam để vận chuyển vào Việt Nam tiêu thụ hoặc trung chuyển đi nước thứ ba. Hoạt động buôn lậu gia tăng mạnh trong dịp Tết Nguyên đán hiện đã được kiềm chế. Thời gian tới, Bộ Tư lệnh Biên phòng xác định tiếp tục đẩy mạnh đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy, tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát biên giới, cửa khẩu, hạn chế thấp nhất tình trạng buôn lậu. Hôm qua, đoàn đại biểu Quốc hội khóa 14 tỉnh Tiền Giang do Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, đại biểu Quốc hội khóa 14 tỉnh Tiền Giang làm trưởng đoàn, đã tiếp xúc với cử tri thuộc hai xã An Thái Trung và xã Hậu Mỹ Trinh, huyện Cái Bè. Tại buổi tiếp xúc, các cử tri đã được nghe báo cáo tóm tắt dự kiến chương trình nội dung của đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tiền Giang chuẩn bị cho kỳ họp Quốc hội sắp tới, như công tác lập pháp, xem xét thông qua 7 dự án luật, 2 dự thảo nghị quyết, cho ý kiến 9 dự án luật và các vấn đề về kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước, giám sát các vấn đề quan trọng khác và thông tin thêm về những thành tựu kinh tế xã hội đạt được, cũng như những khó khăn thách thức chung của đất nước trong thời gian tới. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh
cũng đã lắng nghe, tiếp nhận các ý kiến tâm tư nguyện vọng của cử tri về các vấn đề như dự án cao tốc Trung Lương, Mỹ Thuận, Cần Thơ, vấn đề an sinh xã hội, giáo dục đào tạo, dịch tả lợn châu Phi, tình trạng biến đổi khí hậu, môi trường, thị trường xuất khẩu nông sản, giá xăng, dầu, điện nước, đất đai, tội phạm ma túy, rượu bia và các loại tội phạm khác để bổ sung hoàn chỉnh và có ý kiến đến kỳ họp Quốc hội sắp tới. Nhằm nâng cao chất lượng công tác giáo dục đào tạo trong các nhà trường quân đội, hôm nay, đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu do Trung tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng Tham mưu trưởng dẫn đầu đã kiểm tra trường Sĩ quan Lục quân 1. Trong hai ngày hôm nay và ngày mai, đoàn công tác Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra toàn diện các nội dung tại trường Sĩ quan Lục quân 1, gồm kiểm tra phương pháp huấn luyện, các môn bắn súng, huấn luyện thể lực, phương pháp huấn luyện của giáo viên, điều lệnh đội ngũ của cán bộ cơ quan và khung quản lý học viên, việc thực hiện nền nếp chính quy và duy trì kỷ luật. Thực hiện công tác dạy và học tích cực, trường Sĩ quan Lục quân 1 đã đặc biệt coi trọng các nội dung huấn luyện đào tạo này, nhất là đổi mới phương pháp dạy học, ứng dụng công nghệ thông tin, kỹ thuật mô phỏng, nâng cao năng lực và kỹ năng thực hành cho học viên, tổ chức diễn tập sát mục tiêu chương trình đào tạo, giúp học viên chỉ huy thực hành xử lý tình huống sát gần với thực tế. Trung tướng Nguyễn Tân Cương đánh giá cao việc chủ động khắc phục khó khăn của trường Sĩ quan Lục quân 1 với nhiều giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo, huấn luyện thể lực và chất lượng học ngoại ngữ cho học viên. Đồng chí yêu cầu trường Sĩ quan Lục quân 1 nói riêng và các nhà trường quân đội nói chung cần tiếp tục nghiên cứu, tham gia ý kiến với đề án cơ cấu lại hệ thống nhà trường quân đội đáp ứng yêu cầu tinh giản biên chế nhưng vẫn nâng cao chất lượng giáo dục. Sáng nay tại Hà Nội, Trung tướng Đỗ Căn, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam đã tiếp đoàn sĩ quan quân đội Hàn Quốc do Thiếu tướng Quân Sam, Cục trưởng Cục Kế hoạch Động viên Bộ Quốc phòng Hàn Quốc làm trưởng đoàn, đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam. Thay mặt lãnh đạo Tổng cục Chính trị, Trung tướng Đỗ Căn bày tỏ vui mừng được đón tiếp đoàn đại biểu Quốc phòng Hàn Quốc, đồng thời khẳng định mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước không ngừng được củng cố và phát triển trên nhiều lĩnh vực kể từ khi Việt Nam và Hàn Quốc thiết lập quan hệ ngoại giao từ năm 1992. Trong hợp tác quốc phòng, Hàn Quốc luôn sẵn sàng giúp đỡ Việt Nam trong các lĩnh vực đào tạo sĩ quan, ngoại ngữ, khắc phục hậu quả chiến tranh, tẩy độc dioxin, giả phá bom mìn, tìm kiếm thông tin các quân nhân hy sinh mất tích trong chiến tranh, an ninh trên biển. Cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thiếu tướng Quân Sam mong muốn mối quan hệ hợp tác giữa hai nước nói chung, hợp tác trên lĩnh vực quốc phòng nói riêng ngày càng thực chất và hiệu quả. Còn vào chiều ngày hôm nay, Trung tướng Đỗ Căn đã chủ trì buổi gặp mặt đoàn đại biểu người có công với cách mạng tỉnh Kon Tum nhân dịp đoàn ra thăm Hà Nội và đến thăm Bộ Quốc phòng. Tỉnh Kon Tum hiện có hơn 51.000 đối tượng chính sách và người có công với cách mạng. Trong đó có gần 13.400 người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ, 122 mẹ Việt Nam anh hùng, hơn 5.600 đối tượng đang được hưởng trợ cấp hàng tháng. Là cửa ngõ phía Bắc Tây Nguyên có vị trí chiến lược rất quan trọng về kinh tế và quốc phòng an ninh, đồng bào các dân tộc tỉnh Kon Tum đã đóng góp sức người, sức của cho sự nghiệp giải phóng dân tộc thống nhất đất nước, cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay. Trung tướng Đỗ Căn khẳng định, Bộ Quốc phòng luôn dành sự quan tâm đặc biệt với các đối tượng người có công, cũng như các chính sách hậu phương quân đội với nhiều hoạt động thiết thực. Đồng chí cũng mong muốn các đại biểu người có công với cách mạng tỉnh Kon Tum nói riêng và người có công với cách mạng cả nước nói chung tiếp tục phát huy truyền thống bộ đội Cụ Hồ, đóng góp tích cực xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Tới kỷ niệm 60 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh, ngày truyền thống bộ đội Trường Sơn 19 tháng 5 năm 1959, 19 tháng 5 năm 2019 tại huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An, địa phương bắt đầu của con đường Trường Sơn huyền thoại. Trung tướng Lê Hiền Vân, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam đã đến thăm hỏi và tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng Phạm Thị Phi. Mẹ Phạm Thị Phi năm nay 96 tuổi, là mẹ Việt Nam anh hùng duy nhất còn sống của xã Nghĩa Dũng, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An. Mẹ chỉ có một người con duy nhất đã anh dũng hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Ân cần thăm hỏi động viên mẹ Việt Nam anh hùng Phạm Thị Phi, Trung tướng Lê Hiền Vân bày tỏ lòng tri ân sâu sắc trước những mất mát to lớn của các mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình chính sách vì sự nghiệp giành độc lập và tự do của dân tộc, đồng thời khẳng định Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng sẽ tiếp tục quan tâm hỗ trợ các gia đình chính sách và người có công với cách mạng. Dịp này, tuổi trẻ quân đội dành tặng mẹ Phạm Thị Phi 80 triệu đồng từ nguồn quỹ ngôi nhà 100 đồng. Chiều nay, Trung tướng Lê Hiền Vân đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị cho chương trình nghệ thuật Huyền thoại một con đường do Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam thực hiện.
chương trình sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh truyền hình Quốc phòng Việt Nam, kênh VOV TV Đài Tiếng Nói Việt Nam và Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Nằm trong các hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh, ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn, hôm nay, Ban Thanh niên Quân đội đã phối hợp với Quân khu 4 Binh đoàn 12, Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội cùng một số nhà hảo tâm tặng hơn 70 suất quà cho cựu chiến binh Bộ đội Trường Sơn, cựu thanh niên xung phong dân công hỏa tuyến và các cháu học sinh vượt khó học giỏi tại xã Liêu Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An. Trong công cuộc mở đường Hồ Chí Minh, Đô Lương đã có nhiều đóng góp to lớn về sức người, sức của, góp phần tạo nên một đường Hồ Chí Minh huyền thoại. Dịp này, các đơn vị đã tổ chức dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An. Nhân kỷ niệm 60 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh, ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn 19 tháng 5 năm 1959, 19 tháng 5 năm 2019 và ngày 14 tháng 5 tới đây tại tỉnh Đắk Nông sẽ diễn ra hội thảo khoa học cấp quốc gia Đường Trường Sơn, Đường Hồ Chí Minh, biểu tượng của ý chí thống nhất Tổ quốc. Để kịp thời thông tin về công tác chuẩn bị cho sự kiện này thì vào ngày hôm nay, Bộ Quốc phòng đã tổ chức buổi họp báo để giới thiệu hội thảo. Hội thảo khoa học cấp quốc gia Đường Trường Sơn, Đường Hồ Chí Minh, biểu tượng của ý chí thống nhất Tổ quốc là một trong những hoạt động quan trọng, thiết thực hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh, ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn, nhằm khẳng định và làm rõ quyết định đúng đắn, sáng suốt của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh trong lãnh đạo, chỉ đạo mở con đường chiến lược chi viện sức người sức của từ hậu phương miền Bắc cho chiến trường miền Nam. Hội thảo cũng nhằm tôn vinh, tri ân công lao cống hiến của quân và dân ta, nhất là những đóng góp to lớn của Bộ đội Trường Sơn trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Thông qua hội thảo khoa học, nhằm giáo dục cho cán bộ chiến sĩ và nhân dân cả nước phát huy truyền thống yêu nước, ý chí tự lực tự cường, ra sức thi đua góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Hội thảo dự kiến diễn ra vào ngày 14 tháng 5 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Đắk Nông. Trước đó, vào chiều 13 tháng 5 sẽ diễn ra lễ dâng hương tại khu di tích lịch sử cấp quốc gia thôn Đồng Tiến, xã Đắk Nia, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông. Cách đây 60 năm trước đòi hỏi của thực tiễn lịch sử, đường Trường Sơn, đường Hồ Chí Minh đã bắt đầu được mở và hình thành. Một con đường của ý chí quyết chiến quyết thắng, của lòng dũng cảm và khí phách của một dân tộc anh hùng, góp phần đặc biệt quan trọng vào thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Năm tháng trôi qua, quyết định mở đường Trường Sơn vẫn mãi là một quyết định lịch sử mang tầm chiến lược của Đảng, để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý đối với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc ngày nay. Kỷ niệm 60 năm ngày mở đường Trường Sơn, chúng ta sẽ cùng theo dõi lại quá trình ra quyết định lịch sử có tầm chiến lược quan trọng đó. Ngày 20 tháng 7 năm 1954, Hiệp định Geneva được ký kết. Vĩ tuyến 17 trở thành ranh giới chia cắt hai miền đất nước. Năm 1959, cách mạng miền Nam hết sức khó khăn. Lúc đó yêu cầu cấp bách đặt ra đó là kịp thời chi viện cho chiến trường miền Nam. Từ yêu cầu cấp thiết đó, ngày 19 tháng 5 năm 1959, Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh quyết định mở tuyến vận tải chi viện chiến lược Trường Sơn, đường Hồ Chí Minh. Đây là một quyết định lịch sử, thể hiện quyết tâm và ý chí sắt đá của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta, xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước, tất cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược. Đảng đã chỉ đạo xây dựng cái tuyến đường chi viện chiến lược, lúc đầu gọi là đường mòn Hồ Chí Minh. Sau đó cái quy mô nó được phát triển lên rất lớn, vận chuyển cơ giới và có đầy đủ các cái quân binh chủng tham gia trong cái đội hình của cái chiến trường Trường Sơn. Kể từ đó, đường Trường Sơn, đường Hồ Chí Minh, huyết mạch nối liền hậu phương miền Bắc với tiền tuyến lớn miền Nam chính thức ra đời. Nhưng vì sao Đảng ta lại chọn đường Hồ Chí Minh, một tuyến đường bao gồm những con đường nhỏ hẹp mà không phải là một tuyến đường khác? Qua thực tiễn chiến đấu đã thể hiện tầm nhìn, sự lãnh đạo sáng suốt. Ba nước Đông Dương ấy, thì Trường Sơn tức là nó là cái đỉnh của ba nước. Và chính cái đỉnh của ba nước ấy, nó lại cái điểm là đồng thời là cái điểm tựa của tất cả các loại chiến trường. Vì vậy cho nên cái xây dựng được cái thế trận gọi là cầu đường hay là nó khác là thế trận của cái của tuyến chi viện thì phải buộc là phải có đường, với đường thì phải dựa vào đâu, đường vào cái thế hiếm của đất nước Việt Nam ta, của đất nước Đông Dương. Mùa hạ năm 1959,
từ Khe Hó, phía tây Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị, tiểu đoàn 301, đơn vị đầu tiên của bộ đội Trường Sơn bí mật xuất quân, mở đường giao liên vận tải. Tiểu đoàn đã vượt đường số 9 trong điều kiện địch ngày đêm kiểm soát gắt gao, để ngày 13 tháng 8 năm 1959 giao chuyến hàng đầu tiên cho Liên khu 5. Chuyến hàng đầu tiên là chúng ta chở súng trường và chúng ta giao hàng cho khu 5 tháng 8 như thế đó. Lúc đầu là như vậy, hay là bước đầu, và đây cũng là bước đầu tiên và tạo nên một cái lòng tin và khí thế cho của miền Nam, cũng của miền Nam. Để giữ huyết mạch ấy, hơn 2 vạn cán bộ chiến sĩ Trường Sơn đã anh dũng chiến đấu và nằm lại chiến trường. 3 vạn người bị thương, 14.500 xe máy các loại, 400 khẩu pháo, 9 vạn tấn hàng bị phá hỏng và phá hủy. Nhưng điều kỳ diệu là đường Hồ Chí Minh vẫn hiên ngang, không hề bị phá hủy. Dù Mỹ đã chi tiêu hàng tỷ đô la để hòng bóp nghẹt con đường ấy. Máu có thể chảy, nhưng đường không thể tắc. Tinh thần ấy đã giúp đường Hồ Chí Minh không chỉ là con đường tiếp tế, mà còn là biểu tượng cho ý chí quyết chiến quyết thắng, thống nhất đất nước của dân tộc Việt Nam. Với chủ đề chia sẻ thông tin về tàu nghi vấn và triển lãm quốc tế về hàng hải quốc phòng châu Á IMDEX 2019. Bên cạnh đó, tàu 016 Quang Trung còn tham gia các hoạt động nhân kỷ niệm 10 năm thành lập Trung tâm Chia sẻ Thông tin Hàng hải IFC. Đây cũng là dịp để Lữ đoàn 162 vùng 4 Hải quân tiếp tục huấn luyện đi biển đường dài, kiểm tra tình trạng vũ khí trang bị, nâng cao khả năng chỉ huy, sẵn sàng chiến đấu trên biển của cán bộ kíp tàu, đồng thời tạo điều kiện cho sĩ quan thủy thủ Hải quân Việt Nam có cơ hội giao lưu học hỏi kinh nghiệm, nâng cao khả năng phối hợp hoạt động với Hải quân các nước. Qua các hoạt động đối ngoại, góp phần nâng cao hơn nữa vị thế, vai trò, uy tín của đất nước, quân đội và Hải quân Việt Nam trên trường quốc tế. Sau đây là một số tin tức quân sự quốc phòng đáng chú ý khác. Tại hội nghị ký kết chương trình phối hợp hoạt động giữa Quân chủng Hải quân và thành phố Hải Phòng giai đoạn 2019-2025, hai bên thống nhất tiếp tục tăng cường phối hợp chặt chẽ trong trao đổi cung cấp thông tin về nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo và phát triển kinh tế biển của thành phố, phối hợp thực hiện tốt các quy định của quân đội, chính sách pháp luật của nhà nước về quản lý và sử dụng đất quốc phòng, xây dựng địa bàn vững mạnh về quốc phòng an ninh, tăng cường tiềm lực kinh tế quốc phòng trên các vùng biển đảo. Tại buổi kiểm tra Bộ đội Biên phòng Lạng Sơn sáng nay, Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở của Quân ủy Trung ương đã phát phiếu khảo sát trắc nghiệm, trao đổi đối thoại với cán bộ chiến sĩ để nắm tình hình, kiểm tra hệ thống hồ sơ, văn bản của các đơn vị cơ sở trong thực hiện quy chế. Kết quả, cấp ủy các cấp đã xây dựng đầy đủ quy chế làm việc, quy chế lãnh đạo trên các mặt công tác, luôn đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của Đảng đối với mọi mặt công tác tại đơn vị. 100% cán bộ chiến sĩ được quán triệt phổ biến các quy chế, quy định. Tại buổi lễ meeting hưởng ứng tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2019 diễn ra sáng nay tại nhà máy A34, đơn vị làm trước cho toàn quân chủng phòng không không quân. Các đơn vị đã tham gia thao diễn phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn, thực hành xử lý tình huống, sử dụng các trang thiết bị chữa cháy, dụng cụ chữa cháy thông thường và hiện đại. Năm nay, quân chủng phòng không không quân tiếp tục đẩy mạnh công tác nghiên cứu đổi mới, việc tổ chức các hoạt động về công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, hạn chế thấp nhất các nguy cơ mất an toàn. Hôm nay tại huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk, Tổng cục Kỹ thuật đã phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho trên 600 lượt các đối tượng chính sách và người nghèo xã Ea Nua. Các y bác sĩ đã tận tình thăm khám cho bà con về răng hàm mặt, tai mũi họng, da liễu, tim mạch và xương khớp và tuyên truyền hướng dẫn cách phòng chống dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe trong mùa nắng nóng. Dịp này, Tổng cục Kỹ thuật đã tặng 40 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000 đồng tặng các gia đình chính sách. Nhằm đánh giá đúng năng lực trình độ chuyên môn của đội ngũ cán bộ điều dưỡng, nữ hộ sinh, kỹ thuật viên, dược sĩ, chiều nay, Bệnh viện Quân y 354 Tổng cục Hậu cần tổ chức hội thi điều dưỡng viên giỏi thanh lịch năm 2019 với các phần thi năng khiếu, trang phục tự chọn, trang phục bắt buộc, lý thuyết nghiệp vụ điều dưỡng và xử lý tình huống do ban tổ chức đưa ra. Các thí sinh đã thể hiện sự năng động, sáng tạo, tự tin của những nữ cán bộ nhân viên y tế vừa giỏi về chuyên môn, vừa thanh lịch, văn minh, văn hóa trong lối sống và tiếp đón chăm sóc người bệnh.
Hơn 1.000 người đã tham gia lễ tưởng niệm binh đoàn bất tử được tổ chức tại Hoàng thành Thăng Long vào sáng ngày hôm nay. Đây là lần thứ 3 sự kiện diễn ra ở Việt Nam nhằm vinh danh và tưởng nhớ công lao của các chiến sĩ hai nước Việt Nam và Nga trong chiến tranh vệ quốc vĩ đại năm 1941-1945 và trong kháng chiến chống Mỹ. Binh đoàn bất tử ban đầu là phong trào xã hội nhằm tưởng niệm thế hệ những người tham gia chiến tranh vệ quốc vĩ đại cũng như giáo dục về lòng dũng cảm, tạo sự gắn bó mật thiết của mỗi người, mỗi gia đình với lịch sử của đất nước. Những người tham gia hoạt động diễu hành dọc đường phố tại Nga với ảnh người thân đã hy sinh hoặc từng tham gia chiến tranh vào ngày 9 tháng 5 hàng năm. Phong trào này hiện đã mở rộng ra gần 90 quốc gia và lãnh thổ trên thế giới. Tham gia buổi lễ có các quan chức ngoại giao Nga, các nước cộng đồng các quốc gia độc lập, cựu chiến binh Việt Nam, các sĩ quan từng theo học tại Liên Xô, những gia đình Nga đang sống tại Việt Nam, học sinh và sinh viên nhiều trường học trên địa bàn thành phố Hà Nội. Các nội dung sẽ có trong phần tiếp theo của bản tin: sẽ xử lý tiếp 51 thí sinh gian lận điểm thi đang theo học đại học, nên ứng xử như thế nào với nhà thờ Bùi Chu? Sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị chính phủ đánh giá kỹ và giải thích về việc tăng giá điện, rủi ro lạm phát khi chủ trì khai mạc phiên họp thứ 34 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Đây là phiên họp quan trọng cuối cùng nhằm chuẩn bị các nội dung cho kỳ họp Quốc hội thứ 7 khóa 14 sẽ diễn ra vào ngày 20 tháng 5 tới đây. Tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiến hành xem xét nhiều nội dung quan trọng như cho ý kiến về dự án Bộ luật Lao động sửa đổi, cho ý kiến về tình hình phát triển kinh tế xã hội, sau khi nêu tới nhiều vấn đề bức xúc nổi lên thời gian qua như an toàn giao thông, tội phạm giết người, tội phạm ma túy với khối lượng lớn, bạo hành xâm hại trẻ em, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đặc biệt lưu ý đến giá điện. Chủ tịch Quốc hội cho rằng, trong việc tăng giá điện, chính phủ phải giải thích xem Bộ Công Thương và Tập đoàn Điện lực có làm đúng hay không. Về công tác giám sát, ngày mai, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 6 của Quốc hội, dự thảo báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến kỳ họp thứ 7 của Quốc hội. Một điểm quan trọng khác, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về việc chuyển nguồn vốn dự án đóng mới 6 tàu kiểm ngư và dự án sửa chữa nâng cấp 3 tàu đã qua sử dụng của Nhật Bản viện trợ thành tàu kiểm ngư theo nghị quyết số 72/2014/QH13 của Quốc hội. Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, hiện nay vẫn còn 51 thí sinh trong vụ gian lận điểm thi năm 2018 đang theo học tại các trường đại học. Vì các thí sinh này sau khi chấm thẩm định thì điểm thực tế vẫn đủ điểm trúng tuyển đại học. Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết khi có kết luận của cơ quan điều tra, nếu em nào bị kết luận có tham gia vào quá trình gian lận thì sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật. Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết quan điểm là xử lý nghiêm khắc, xem xét buộc thôi học những thí sinh gian lận thi cử, cho nên khi có kết luận của cơ quan điều tra, nếu trong số các thí sinh nói trên có tham gia vào quá trình gian lận sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật. Hiện Bộ Công an vẫn đang tiếp tục điều tra xác minh để xử lý các tiêu cực gian lận xảy ra trong kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2018. Bộ Công an và Bộ Giáo dục và Đào tạo thống nhất sau khi có kết luận chính thức cuối cùng của Cơ quan An ninh điều tra, căn cứ vào tình hình cụ thể sẽ phối hợp để xử lý trên tinh thần đúng pháp luật, nghiêm minh, khách quan và không gây các tác động tiêu cực làm ảnh hưởng không tốt tới đời sống xã hội. Từ năm 2015 đến nay, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia cùng với Hiệp hội An toàn Giao thông Việt Nam đã duy trì tổ chức chương trình phối hợp đảm bảo trật tự an toàn giao thông với từng doanh nghiệp vận tải. Theo đó, các doanh nghiệp vận tải sẽ ký kết đảm bảo nghĩa vụ cũng như cam kết tham gia các hoạt động hỗ trợ an toàn giao thông cho người dân. Hôm nay tại Hà Nội, sau 4 năm chương trình được triển khai, đã đón nhận lễ ký kết với doanh nghiệp thứ 20. Doanh nghiệp thứ 20 này là công ty cổ phần B Group. Theo đó, B Group cam kết hỗ trợ và phối hợp thực hiện các hoạt động đảm bảo trật tự an toàn giao thông, tặng 10.000 mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho đối tượng trẻ em và người dân có hoàn cảnh khó khăn tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, khu vực nông thôn. Bên cạnh đó, xây dựng và triển khai các chương trình truyền thông về an toàn giao thông cho các đối tượng sử dụng xe hai bánh. B Group cũng là doanh nghiệp thứ 7 trong năm 2019 tham gia ký kết. Dự kiến chương trình phối hợp đảm bảo an toàn giao thông sẽ được thúc đẩy mạnh trong năm 2019. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa chấp thuận lấy hơn 16.000 m2 đất công viên Thủ Lệ cho công ty cổ phần đầu tư Him Lam BC làm bãi đỗ xe ngầm kết hợp thương mại dịch vụ.
Theo đó, bãi xe có 5 tầng hầm với tổng diện tích sàn xây dựng ngầm khoảng 72.000 m². Diện tích xây dựng trên mặt bằng, phần nổi trên mặt đất khoảng 638 m², có chức năng dịch vụ phụ trợ kết nối không gian ngầm và mặt bằng cảnh quan. Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên Vườn Thú Hà Nội được sử dụng phần nổi trên bề mặt, nhưng sẽ phải sử dụng chung với công ty cổ phần đầu tư Him Lam BC là đơn vị sử dụng không gian ngầm. Chủ đầu tư bãi đỗ xe ngầm cũng nhận được những ưu đãi nhất định của thành phố Hà Nội. Cụ thể, thành phố hỗ trợ 100% tiền thuê đất trong vòng 10 năm đầu đối với diện tích bãi đỗ xe ngầm. Hãy đến đầu tư và phát triển cùng thành phố. Đây chính là lời kêu gọi của Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh tại hội nghị xúc tiến đầu tư vào thành phố Hồ Chí Minh năm 2019 vừa diễn ra vào sáng ngày hôm nay, mùng 8 tháng 5. Tổng cộng có 210 dự án đã được thành phố Hồ Chí Minh giới thiệu với các tổ chức, doanh nghiệp, hiệp hội trong và ngoài nước. Theo kế hoạch, 9 lĩnh vực mà thành phố Hồ Chí Minh cần thực hiện là hạ tầng giao thông, cơ sở hạ tầng, nông nghiệp, thương mại dịch vụ, chỉnh trang đô thị, giáo dục, y tế, văn hóa thể thao, du lịch giải trí. Trong đó, hạ tầng giao thông là lĩnh vực có nhiều dự án nhất với tổng nhu cầu vốn lớn nhất. Để có thể thực hiện các dự án này, tổng vốn đầu tư khoảng 78 tỷ đô la Mỹ. Tuy nhiên, thành phố chỉ tự cân đối được nguồn vốn đáp ứng khoảng 20%, còn lại phải mời gọi đầu tư cho 210 dự án với số vốn là 54 tỷ đô la Mỹ. Thành phố Hồ Chí Minh cam kết sẵn sàng đối thoại, tháo gỡ vướng mắc để tạo môi trường đầu tư tốt nhất cho các nhà đầu tư. Tính đến cuối năm 2018, đã có 101 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào thành phố Hồ Chí Minh với 8.112 dự án. Thứ ba là nhà đầu tư đề xuất dự án đáp ứng yêu cầu thực hiện dự án khả thi. Trước thông tin nhà thờ chính tòa Bùi Chu, xã Xuân Ngọc, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định sẽ được hạ giải vào ngày 13 tháng 5 tới đây. Và chiều ngày 7 tháng 5, Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Lê Quang Tùng dẫn đầu đoàn công tác về Nam Định kiểm tra sơ bộ thực trạng của nhà thờ. Đoàn công tác cũng có báo cáo nhanh đề xuất Bộ trưởng Văn hóa Thể thao và Du lịch chỉ đạo Viện Bảo tồn Di tích khảo sát đánh giá thêm về hiện trạng nhà thờ, đề xuất phương án trùng tu. Trên thực tế, theo các chuyên gia bảo tồn, nhà thờ Bùi Chu nên có sự can thiệp về chuyên môn làm sao để công cuộc tu bổ vẫn cải thiện được tình trạng kỹ thuật, tình trạng thẩm mỹ của công trình, đồng thời vẫn có thể giữ lại được tất cả những giá trị cơ bản. Đây là hình ảnh nhà thờ chính tòa Bùi Chu được xây dựng từ năm 1885, tồn tại 134 năm trước ngày hạ giải. Do tác động của thời tiết, mưa, nắng, gió, bão, các nguyên vật liệu đã bị hư hại, nhiều vết rạn nứt, rột nát. Dù đã được tu sửa nhiều lần, nhưng nhà thờ vẫn đứng trước nguy cơ sụp đổ. Không có gặp gì khó khăn. Đấy, về hàng ngũ linh mục cũng vậy, rồi nhất là về phía giáo dân. Người ta rất là tán thành, người ta rất thích, người ta rất muốn. Ai về đây người ta muốn? Người ta muốn lắm, vì người ta thấy xuống cấp quá. Cá nhân tôi nói thì cũng đồng thuận thôi, bởi vì tôi cũng tin tưởng rồi các cha, các ngài cũng đã có sự sắp xếp bàn bạc. Nhưng mà quả thực là trong cái công trình kiến trúc này cũng đã hơn 100 năm thì tôi cũng thấy rất là tiếc. Theo kiến trúc sư Hoàng Đạo Kính, do nhà thờ Bùi Chu chưa được công nhận là di tích nên không nằm trong diện quản lý nhà nước về di sản. Quyết định cuối cùng về số phận của công trình này vẫn phụ thuộc vào giáo dân ở đây. Tuy nhiên, đây là công trình có giá trị đặc biệt về nhiều phương diện nên cần cân nhắc trước khi hạ giải. Đồng thời, phải nghiên cứu thực tế kỹ và đánh giá trước khi tiến hành. Rột nát ở diện rất rộng, rồi các bức tường bị biến dạng, rồi không biết là những cấu trúc gỗ, cái gì còn hoạt động được, còn đứng vững được, cái gì thì có nguy cơ là có thể hư hỏng rồi. Thế cho nên là lẽ ra mà thì cần phải có một xây dựng hồ sơ về hiện trạng kỹ thuật và hiện trạng bảo tồn của công trình này, thì hồ sơ này tôi chưa thấy có. Cũng theo kiến trúc sư Hoàng Đạo Kính, vì sự xuống cấp của công trình này như một cơ thể đang mang bệnh, việc hạ giải dự kiến vào ngày 13 tháng 5 tới đây nên theo kiểu chữa trị bệnh, chứ không phải hạ giải ồ ạt, phá sạch toàn bộ công trình rồi xây dựng mới. Tu bổ công trình này thì nên hạn chế những can thiệp lớn, không nên đại tu mà nên trùng tu, tức là ở mức độ cần thiết để khắc phục tình trạng xuống cấp. Ở đâu hỏng ta chỗ nào hỏng thì ta sửa cái chỗ đấy, cố gắng giữ lại tối đa hình dạng đặc trưng, những giá trị nguyên gốc của công trình.
Đây là công trình quý hiếm, nằm trong hệ thống những công trình quý hiếm của kiến trúc công giáo ở Việt Nam. Việc có một cuộc đánh giá thật kỹ về chuyên môn, hiện trạng của công trình này không chỉ giúp cải thiện được tình trạng kỹ thuật, thẩm mỹ của công trình, mà vẫn giữ được tất cả những giá trị cơ bản của nhà thờ Bùi Chu. Đó còn là cơ sở để thực hiện việc trùng tu các công trình có kiến trúc tương tự sau này. Tiếp theo trong phần tin thế giới, đánh bom gần nhà thờ Hồi giáo Dattaraba nổi tiếng nhất ở thành phố Lahore, Pakistan, khiến nhiều người thương vong. Iran tuyên bố ngừng thực thi một phần thỏa thuận hạt nhân. Một quả bom nhắm vào lực lượng cảnh sát bên ngoài một đền thờ Hồi giáo theo dòng Sufi ở thành phố Lahore, miền đông Pakistan ngày 8 tháng 5 đã phát nổ, khiến ít nhất 9 người thiệt mạng và 24 người bị thương. Theo cảnh sát Pakistan, vụ nổ ở ngay cổng ra vào dành cho nữ giới của đền thờ Dattaraba, một trong những đền thờ Hồi giáo cổ nhất và nổi tiếng nhất ở thành phố Lahore. Nguyên nhân vụ nổ vẫn đang được điều tra. Vụ nổ xảy ra trong ngày thứ hai của tháng lễ Ramadan của người Hồi giáo, trong bối cảnh đền thờ được canh gác nghiêm ngặt vì từng là mục tiêu của vụ tấn công liều chết năm 2010, khiến trên 40 người thiệt mạng. Truyền thông địa phương đưa tin lực lượng an ninh đã được tăng cường trên toàn thành phố. Hiện trường vụ nổ cũng đã được phong tỏa, trong khi đội giả phá bom mìn và khám nghiệm hiện trường đã có mặt để điều tra. Giới chức y tế lo ngại số người thiệt mạng sẽ tiếp tục tăng vì nhiều người bị thương trong tình trạng nguy kịch. Nhóm Hizbul Ara, một nhánh của phiến quân Taliban tại Pakistan, đã thừa nhận tiến hành vụ tấn công này. Tiếp tục xảy ra một vụ tấn công bằng súng táo tợn tại trường học của Hoa Kỳ. Sáng nay theo giờ Việt Nam, hai đối tượng đã xông vào trường bán công Highland Ranch ở bang Colorado và xả súng, khiến một nam sinh 18 tuổi tử vong tại chỗ, trong khi ít nhất 8 học sinh khác đã bị thương. Cảnh sát đã bắt giữ cả hai hung thủ, đó là Steven Erickson, một nam sinh 18 tuổi, trong khi đối tượng còn lại là người chưa đến tuổi vị thành niên và danh tính chưa được công bố. Vụ xả súng được thực hiện tại hai phòng học khác nhau. Cả hai đối tượng này đều là học sinh của trường và chưa từng dính líu vào bất cứ vụ gây rối nào khiến cảnh sát phải can thiệp. Cảnh sát đã thu giữ một khẩu súng ngắn tại hiện trường, trong khi các thông tin về các loại vũ khí khác không được tiết lộ. Động cơ của vụ xả súng đang được điều tra làm rõ. Iran sẽ dừng thực thi một số điều khoản của thỏa thuận hạt nhân ký năm 2015 và tiếp tục làm dầu urani nếu các cường quốc quốc tế không bảo vệ lợi ích của nước này chống lại các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ. Đây là tuyên bố của Tổng thống Iran Hassan Rouhani ngày 8 tháng 5 nhằm đáp trả việc Hoa Kỳ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân cách đây đúng một năm. Tổng thống Iran Hassan Rouhani chính thức thông báo quyết định của Hội đồng An ninh tối cao nước này về việc dừng tuân thủ một số điều khoản của thỏa thuận hạt nhân ký năm 2015 với các cường quốc P5+1 gồm Hoa Kỳ, Nga, Pháp, Anh, Trung Quốc và Đức, hay còn gọi là Kế hoạch Hành động Chung Toàn diện. Theo lời Tổng thống Rouhani, động thái mới của Iran là để đáp trả tương xứng việc Hoa Kỳ rút khỏi thỏa thuận ngày 8 tháng 5 năm 2018 rồi tái áp đặt các biện pháp trừng phạt hà khắc nhằm vào Tehran. Theo kế hoạch hành động chung toàn diện, Iran đồng ý việc làm dầu urani được giữ ở mức 3,67, nhưng chúng ta sẽ ngừng việc tuân thủ theo điều khoản này và sẽ không còn giữ mức đó nữa. Thứ hai, lo phản ứng nước nặng Arab cần phải được xây dựng lại với sự ủng hộ của các bên tham gia thỏa thuận, và đến nay, quá trình này vẫn chưa đạt được bước cuối cùng. Ông Rouhani cho biết, chuỗi hành động cứng rắn của Iran sẽ được tiếp nối bằng các biện pháp tương tự trong vòng 60 ngày, tức là rút hoàn toàn khỏi thỏa thuận hạt nhân, trừ khi các bên còn lại trong thỏa thuận gồm Nga, Pháp, Anh, Trung Quốc và Đức, cùng với Liên minh châu Âu EU, tuân thủ cam kết hỗ trợ Iran trong lĩnh vực bán dầu và hoạt động ngân hàng, vốn đang ngày càng bị siết chặt bởi lệnh cấm vận đơn phương từ Washington. Cùng ngày, Ngoại trưởng Iran Javad Zarif đã giải thích rằng các cam kết trong thỏa thuận hạt nhân mà Iran tạm thời dừng thực thi là những cam kết tự nguyện, tức không có tính ràng buộc mà nhằm tăng cường lòng tin giữa các bên ký thỏa thuận. Ông Zarif nói, việc Tehran tiến hành bước đi trên như một phản ứng trước việc EU không mạnh mẽ chống đỡ sức ép của Hoa Kỳ nhằm cô lập Iran về kinh tế và chính trị. Mặc dù là một quốc gia hiện đại giàu có và tiện nghi, thế nhưng người Nhật Bản luôn tìm tới tiết kiệm như là một phương pháp để sống có ích, hiệu quả và an toàn hơn trong tương lai. Người Nhật Bản tiết kiệm bằng những cách nào? Mời quý khán giả và các đồng chí cùng tìm hiểu qua phóng sự sau đây.
Nếu như mỗi gia đình tại Nhật Bản trung bình phải trả khoảng 4.000 yên một tháng cho hóa đơn tiền điện, thì gia đình bà Fuji Tomoko chỉ phải trả khoảng 1/10 số tiền trên trong suốt hơn 7 năm qua với nhiều sáng kiến tiết kiệm điện vô cùng hiệu quả. Ngay ngoài ban công nhà bà Fuji Tomoko là 3 tấm pin năng lượng mặt trời. Những tấm pin mặt trời này sản xuất hơn 1 kW điện mỗi ngày nắng. Bà Fuji cũng đạp xe để tạo ra điện năng mỗi ngày. Chiếc xe này được kết nối với máy phát điện. Để hạn chế việc dùng tủ lạnh, bà chứa thực phẩm vào những chiếc bình sứ có nước và để ở nơi thoáng mát. Để làm mát phòng, bà nhúng nước những bao vải treo lên trước cửa để chúng nhỏ nước, bốc hơi, làm mát không khí xung quanh. Trong khi đó, các tòa nhà công sở tại Nhật Bản cũng có nhiều sáng kiến tiết kiệm điện hiệu quả. Đúng 6 giờ tối, các tòa nhà công sở sẽ tự động tắt đèn để báo hiệu một ngày làm việc đã kết thúc. Các nhân viên muốn làm thêm giờ chỉ bật duy nhất chiếc đèn bàn ở chỗ của mình để tiếp tục công việc. Nếu rời làm việc vào buổi tối, người lao động phải đi bộ hàng chục tầng xuống mặt đất do cầu thang máy đã ngừng hoạt động. Hướng đến mùa hè 2019, chính phủ Nhật Bản đang triển khai các chiến dịch có tên Kunbis hay Kunshare nhằm kêu gọi dân công sở cùng mọi người thay đổi thói quen ăn mặc hay chia sẻ không gian để tiết kiệm năng lượng. Bản tin thời sự 20 giờ của kênh Truyền hình Quốc phòng Việt Nam xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý khán giả và các đồng chí đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt, hẹn gặp lại.